Tổ chức tài chính VimoSep cũng vừa tổ chức lễ trao học bổng quà học tập và biểu trưng mái nhà SEP cho học sinh nghèo hiếu học và vượt khó là con của khách hàng SEP thuộc chi nhánh Long Xuyên. Tại đây, tổ chức tài chính VimoSep đã trao 41 suất học bổng trị giá hơn 78,5 triệu đồng và 150 phần quà học tập với kinh phí 45 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học nhằm sẻ chia phần nào khó khăn cùng gia đình các em học sinh, giúp các em có điều kiện hơn trong học tập. Dịp này, tổ chức tài chính VimoSep cũng trao bảng tượng trưng hỗ trợ mái nhà SEP cho gia đình ông Nguyễn Văn Điền, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, kinh phí 70 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động cụ thể thiết thực của tổ chức tài chính VimoSep nhằm chia sẻ yêu thương cùng công dân, người lao động cũng như tiếp sức cho học sinh nghèo hiếu học có thêm điều kiện để đến trường.